Chào mọi người lại quay trở lại một hành trình nữa để khám phá thế giới cùng với Vừng. Ở trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá nước Úc, một quốc gia mà mình rất là muốn đến từ lâu rồi và thậm chí còn muốn tới đây du học. Tuy nhiên là đời tận bây giờ, trong năm gap year thì mình mới có cơ hội để đến thăm hai thành phố nổi tiếng của Úc, chính là Sydney, thành phố lớn nhất và là địa điểm du lịch phổ biến nhất của Úc, với những cảnh quan như là Sydney Opera House và Sydney Harbour Bridge. Ngoài ra chúng ta còn sẽ đến thăm Melbourne, thành phố sôi động với những con phố đầy sáng tạo và quán cà phê thơ mộng nữa. Chúng mình cùng bắt đầu hành trình này thôi nào. Hello mọi người, hôm nay là chúng mình sẽ lại lên một chuyến bay nữa là đi Úc, bởi vì gần đây Vietjet Air mới mở đường bay thẳng từ Hồ Chí Minh tới Melbourne, Sydney hoặc là Brisbane, và còn một chuyến nội địa rất là tiện lợi với nhiều tỉnh thành khác nhau nữa. Và mình cũng đã muốn đi Úc từ lâu rồi, và trong năm gap year này thì mình mới thực hiện được điều đấy, nên là mình sẽ vào quầy check-in luôn nhé. Chuyến đi lần này thì mình đi cùng với cả Vietjet Skybox Business, bởi vì là dạo này thì cái tần suất chuyến bay giữa Hồ Chí Minh với Úc rất là nhiều, có tận 6 chuyến một tuần, nên là rất là thoải mái về mặt thời gian. Mình bay tới Melbourne trước, nhưng mà lúc về thì mình còn đi từ Sydney về Hồ Chí Minh nữa. Về hành lý cũng khá là thoải mái, bởi vì là hành lý ký gửi thì tận 60kg, còn hành lý xách tay thì mình có tận 18kg. Mình mang hơi nhiều đồ một tí, vẫn ok. Với vé Skybox Business thì lúc mà chờ mình sẽ được vào cái Sky Lounge này là Rose Lounge của thành phố Hồ Chí Minh, và mình sẽ ăn trước khi về máy bay. Là chuyến bay 9 tiếng đầu tiên của mình, siêu nhiều đồ ăn ngon luôn, bởi vì sau khi lên xe và lên máy bay thì các chị tiếp viên cũng cho mình thưởng thức những cái món ăn Việt Nam, từ menu Việt Nam rất là tuyệt vời từ Vietjet. Với vé Skybox Business của mình thì có cả một cái hàng ghế riêng, mình sẽ đặt gần chặt ghế. Mình có cả một cái kit đồ dùng này nữa, rất vui, unboxing video. Vietjet really treating me. Có cả một cái món dessert này là món hoa quả với cả phô mai. Nên mình thì là chúa thích phô mai rồi, nên là hello, day one in Melbourne. Và đây là chỗ Airbnb mình ở. Chỗ này rất là đẹp luôn, và cũng ở khu trung tâm nữa. Xung quanh thì có ngay bên cạnh trường RMIT, trường RMIT. Hôm nay chúng mình sẽ đi cà phê này, và đi một cái art museum một ngày rất là chill thôi, vì mình sáng nay mình vẫn phải đi làm online cho Vietcetera nữa. This is the fit for today. Let's go. Mình đang đi đến cái chỗ cà phê buổi sáng của mình, mình đi qua ở đây có một nhà hàng Việt Nam mà kiểu cái line siêu dài luôn ý, chứng tỏ là người Việt hay là đồ ăn Việt rất là popular ở đây, nên mình cũng kiểu hơi vui vui. Let's go. Yeah, đi coffee shop đi. Sáng nay thì tớ đi ăn ở cái phố gọi là The Graves, trong cái hàng đấy tên nó cũng là The Graves luôn ý, phố riêng biệt này. Thì cái chỗ phố này là một cái khu phố mà có rất là nhiều khu ăn uống ngay ở trên biển hè luôn, mọi người xếp bàn ghế dọc ra. Cái phố này kiểu xinh xinh, xong thỉnh thoảng có mấy bức graffiti với cả mọi người ngồi nói chuyện rất là cute, rất là cozy luôn. Mình hỏi cái bạn host Airbnb của mình là có cái chỗ nào hay là đồ ăn nào phổ biến trong buổi sáng của người ở Melbourne, thì chú ấy bảo là avocado toast, cho nên mình cũng ăn avocado toast. Eo ơi, mỗi lần mà cắt mấy cái quả trứng này thì so satisfying. Wow, eo ơi ngon quá. Đây là cà phê buổi sáng của mình là iced latte với cả sữa oatmeal. Sữa oatmeal mình thấy nó đậm, ngon hơn cả sữa bình thường. Điểm thú duy nhất của cái con phố này là nó hẹp ấy, nên là gió sẽ lùa. Tức là mình vừa ăn mình vừa có gió. Nhưng mà món này rất là ngon nha.
dưới còn có cả một cái sốt gì đấy, bông cam. A tomato. I love tomato. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and in love. Ăn sáng xong thì bọn mình đang đứng ở chỗ gọi là center, trung tâm của thành phố Melbourne ấy. Sau lưng mình là chỗ Federation Square, mọi người rất hay tổ chức sự kiện này, xong rồi art này, exhibition này, xong rồi em ơi, nói chung là xung quanh chỉ cần đi bộ thôi cũng có bao nhiêu chỗ hay ở đằng sau này nữa. Là một cái St. Paul Cathedral là nơi được thăm nhiều nhất ở nước Úc luôn, là hơn 400.000 khách một năm. Bây giờ mình đi bộ sang cái cathedral. Chắc có một điều duy nhất là mình không thích ở đây là mọi thứ đóng cửa rất là sớm, mở khá là muộn nên là hơi khó đi chơi một chút xíu thôi. Ví dụ như cái nhà thờ này là đóng cửa lúc 3 giờ. Bây giờ thời tiết ở Úc đang là mùa thu ấy mọi người, nên là nó cứ vàng vàng. Xong rồi ở đây đi bộ lúc nào cũng siêu nhiều không gian xanh. Đây là một cái kiểu public park trên đường mà mình đang đi bộ chơi thôi. Ôi, cũng chứ. Một điều mà mình rất ấn tượng ở nước Úc là không khí rất là trong lành, nhiều khoảng không gian xanh, đặc biệt là ở trong thành phố. Ví dụ như thành phố Sydney có tận 5.000 hecta của những cái khu vực gọi là xanh ở trong thành phố, còn Melbourne thì có tận 480 con đường có nhiều cây xanh lớn và các cái công viên lớn như thế này. Vịt này, hai cô chú đang ăn bánh mì xong nó kiểu đến nó xin. Hello, chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là bạn của mình là Kano. Her name's Kano. Hello. We met in UWC Isaac. Mm-hmm. Yeah. We did. We haven't catch up since then, but since like 4 years ago. Yeah. It's a nice catch up. I meet her too. Yeah. Go on a date together. Yeah. In Royal Melbourne. Yeah. Exhibition. This building was erected for the Melbourne International Exhibition as a palace of industry, technology. So the Queen of England. Mm-hmm. Oh, hello. You're I'm giving a history lesson. Yes. I love history. Mm-hmm. Vung doesn't know anything about history. Yeah, so we'll see this. You'll probably see this a lot in Australia, which is like, it means welcome in the native language of the first peoples in Australia. Yeah. And, yeah, I think it's really cool that they respect the history of like indigenous peoples in Australia. Bây giờ chúng mình đang cùng nhau đi một cái bảo tàng ở Melbourne, đây là Melbourne Museum và nó có những cái exhibition, những cái triển lãm về đủ mọi khía cạnh của thành phố này như là climate, là kiểu nhiệt độ, hay là môi trường này. Vừa nãy vừa vào entrance thì có một cái khu thiên nhiên rất là đẹp về những cái loài sinh vật nước ở đây, nhưng mà mình chưa thấy sinh vật nào nên mình chưa thể quay được. Và nếu như bạn là học sinh thì tất cả những cái triển lãm này đều miễn phí, nên là mình thấy cái việc học về văn hóa đây rất là dễ và rất là affordable cho các bạn vẫn còn là học sinh. Ở đây sẽ có display của những cái sinh vật rất là đáng sợ như là cái con nhện Úc. It looks kind of scary, yeah. Yeah. Oh my god. It's called a coat of arms. Mm. So most countries have this. It's quite traditional kind of stuff, but essentially it says it's granted royal warrant, which probably means something like, oh, we recognize this as the official coat of arms by King George V in 1912. Mm. So he was the former king of the Commonwealth, mm-hmm. the king of the British Empire. Mm. They say it's the Commonwealth Star, so all Commonwealth countries have that star somewhere in their coat of arms, I guess. The animals are represented as Australia's like official recognized animals. So we have the emu and the kangaroo. We got the bird in its elegant walk. Ở chỗ này ở Melbourne đang là mùa thu nữa nên là mình thấy rất là nhiều cặp chụp ảnh cưới này, hay là mọi người chỉ đi picnic randomly. Và mấy cái địa điểm này nó siêu đẹp. Và ở Việt Nam thì bình thường mình chụp ảnh cưới mình sẽ thuê một cái studio đúng không, nhưng mà đây chụp ảnh cưới kiểu những cái chỗ free này nó vẫn rất là đẹp đấy.
chào buổi sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của mình ở thành phố Sydney, là thành phố thứ hai ở Úc mà mình sẽ đi tham quan. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ có 2 ngày ở Sydney chuyến này thôi. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi trước cái zoo, bởi vì là mình chưa được thấy con koala và kangaroo này. Sau đó là mình sẽ đi ra bãi biển, là buổi tối thì ngắm pháo hoa ở thành phố Sydney, là cứ thứ bảy hàng tuần sẽ có pháo hoa tại Darling Harbour. Quay tròn. Oh my god, I'm so stupid. I'm so sorry. Circular key. I'm kiểu like đọc tiếng Việt ấy. But thực ra thì trong năm gap year này mình apply một cái chương trình tên là Semester at Sea, tức là học kỳ trên biển ấy, để mà kiểu mình được đi du lịch khắp thế giới trên một con tàu to như này, nhưng mà mình không đỗ. Thì bây giờ chắc là kiểu vận mệnh cho mình một cái cơ hội khác như này thì mình cũng thấy rất là biết ơn luôn ý. Kiểu dù bạn trượt nhưng mà bạn cố gắng thế nào với cùng mục tiêu đấy thì thế nào, cuộc sống cũng có một cách cho bạn để thực hiện ước mơ đấy. Để đến cái sở thú đặc biệt này thì mình phải đi một cái con thuyền, là một phương tiện công cộng, bắt đầu xuất phát từ cảng Sydney. Bây giờ ferry đến nơi rồi đây, thì mình sẽ lên tàu nha. Tới du rồi. Nhìn cái cửa này nhìn dễ thương chưa vậy? Thì mình lấy một cái bản đồ Taronga, Taronga Zoo Map. Alpacas. Okay, let's go. Let's go to the alpacas first. Exhibit đầu tiên là một chú gấu koala, nhưng mà chú ấy đang ngủ. Được. Đây là con meerkat mà mình biết cái con này đầu tiên trong phim Alvin the Chipmunk. Thế mà mình đứng nhìn thấy nó ngoài đầu. Ở trong sở thú này thì mọi người thường sắp xếp các con vật theo cái thể loại môi trường mà nó sống. Ví dụ như là chúng ta sẽ có rainforest rừng nhiệt đới này, ví dụ chúng ta có African savanna, hay là những cái khu riêng biệt mà chỉ có nước Úc mới có chẳng hạn. Thì mình thấy cái sự sắp xếp đấy nó rất là ngăn nắp. Và hơn nữa là cái sở thú ở đây thì rất là nhiều cây xanh. Từ nãy giờ mình đi chắc các bạn cũng thấy được cái môi trường ở đây trong lành hơn nữa, nên đi thoải mái. Mommy, I saw one of them rub their hands together. Bọn mình đang ở khu của đất nước Úc rồi, thì đằng sau có mấy kangaroo nhưng mà nó rất là shy. Nó rất là nha. Có một cái con chim to.
Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật tuần này. Vâng, và hôm nay tin sốc là chính là bạn Vừng sau khoảng 21 năm chờ đợi trong cuộc sống đã có thể cuối cùng nhìn thấy một sinh vật rất là đặc biệt mà chỉ có thể thấy ở Úc, đó chính là kangaroo. Vâng, mời các bạn nhìn lại sinh vật lạ này ở đằng sau lưng mình đây ạ. Các bạn có thể thấy là nhìn nó rất là kỳ lạ đúng không? Ở Việt Nam, đất nước mà nơi nhân vật trong câu chuyện của chúng ta Vừng là không tồn tại. Vâng, nên là có thể nói đây là một khoảnh khắc rất là xúc động trong cuộc sống của bạn. Xin chân thành chia buồn với bạn Vừng. Vâng. Cậu lấy tay nó cầm vào miếng cà rốt này. Có hai con dễ thương chứ, nhưng mà nó ngủ hết rồi. Các bạn biết không, những cái bọn koala này nó ngủ 20 tiếng một ngày, nên là mình bắt gặp nó đúng khoảnh khắc 4 tiếng duy nhất trong cuộc sống mà nó không ngủ, mình thấy kiểu rất là may mắn luôn ý. That was so much fun. Vừa đẹp vừa rẻ luôn, có mỗi 6 đồng. Hello. Hello. Bây giờ mình sẽ ngắm hoàng hôn cùng với một bạn ngày xưa mình quen ở BB là bạn Vân Anh. Không quen. Và các bạn mới quen là mấy bé tên gì đấy? Mấy bé tên Thảo. Minh và Mai Anh. Ok, nhớ rồi. Thảo, Minh, Mai. Mình ở chỗ Bondi Beach. Là một cái bãi biển Signature. Ở Signature. Ở bên Sydney. Mãi không tới, men thì kiểu đi tới sao. Is she going out to find you when she's going for a walk? Does she truly understand you when you get the chance to talk? Sometimes it's kept inside, but it's so easy to release it. Can you see it in her fingers when she's tapping to the beat? Does she fill the room around you when she comes in off the street? They're called feelings for a reason. You can touch them in the air. It's a physical emotion when you know that someone just... I got you and the bird together. Yeah, let's go, stop. Bye, fish. Oh my god, what a hero. Congratulations on the fish. Just congrats. But it's so easy to release it. Doesn't everyday occasion feel like all the taking part? Can you hear it when he tells you from the bottom of his heart? They're called feelings for a reason. You can touch them in the air. Hơi kịp để đi những cái phát cuối cùng. Cảm ơn anh. Nó vết bát. Vớt bát. Hôm nay thì mình muốn dành thời gian cho bản thân mình một chút xíu. Và chắc là mình rất là thích về cái hoạt động đi bảo tàng ở đây. Và sau lưng mình là Art Gallery of New South Wales, và nó hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người luôn. Ở trong không gian bảo tàng thì mình sẽ không được dùng cái camera, nên là mình sẽ chụp ảnh lại hay là quay một cái video iPhone của mình, điện thoại nhỏ của mình, để mình nhớ lại những cái kiến thức, những cái bức tranh đẹp mà mình đã xem ở trong bảo tàng. Và chiều hôm nay mình cũng thăm cái Botanical Garden là vườn cây
ở trong trung tâm thành phố Sydney của những cả một số bạn subscriber nữa. Nên là sẽ là một buổi chiều nhẹ nhàng với bản thân mình ngày cuối cùng ở Sydney rồi. Có một điểm mà tớ là tớ cứ nhìn thấy các nước và tớ cảm thấy là bình yên. Ở đây thì có rất là nhiều các nước. Mỗi không gian hoa ở đây, kể cả một cái công viên rất là công cộng này, có những cái thông tin về cái loài cây. Đây là cây Camellia Japonica được trồng bởi G Waterhouse vào năm 1991. Nói chung là dù mình ở những nơi công cộng đi nữa thì mình vẫn học được rất là nhiều từ thông tin mà thành phố người ta ghi ở trên những cái sinh vật như thế. Khu Botanical Garden có một cái điểm rất là đẹp tên là Mrs. Mercury's Chair. Và bây giờ mình sẽ đến đấy để ngắm xem cái khung cảnh của nó như thế nào. Yeah, mọi người đạp xe đấy. Buổi hoàng hôn đang xuống rồi. Là mình đã ở cái spot đẹp nhất của cái khu này. Đó. Mình sẽ nhìn ra được toàn cảnh cái khu Opera House luôn. Cái công viên mà chúng mình đi Botanical Garden là một cái khu công viên rất là cân bằng, mang lại coi như là lá phổi xanh cho thành phố. Tại vì mình có thể thấy là đằng sau có một cái rừng, các tòa nhà cao tầng là concrete buildings, nhưng mà có một cái platform toàn là cây xanh ở dưới. Mình đã có một hành trình rất là đáng nhớ ở đất nước Úc và thực sự là vẫn luôn ngưỡng mộ đất nước này với nhiều vẻ đẹp thiên nhiên cũng như là nhiều nơi để mình có thể học hỏi về văn hóa của họ, giống như là các bảo tàng là những nơi mà đã khiến cho mình có những ấn tượng đẹp đẽ nhất. Mong rằng video này cũng làm cho cuối tuần của các bạn có thêm nhiều cảm xúc dễ chịu hơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!